Xin chào tất cả mọi người. Phải nói là một khoảng thời gian Covid nó đã hoành hành tất cả mọi miền. Miền Nam đi ra cũng không được mà ngoài Bắc đi vào cũng khó khăn. Cho nên là ngày hôm nay tương đối là thanh bình. Cho nên là Hưng lại có dịp trở ra Hà Nội. Thứ nhất là về công việc, thứ hai là thăm nhà cửa, thứ ba là tham dự cái buổi ra mắt sản phẩm vô cùng tuyệt vời. Lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam, đó là viên sủi để hỗ trợ cho những ai mắc bệnh dạ dày giống như Hưng. Với cái lịch làm việc như anh chị em nghệ sĩ và một số những người lao động khác thường xuyên là tham công tiếc việc đó, rồi không để ý tới cái mũi ăn đó, cứ nghĩ là sao làm xong rồi ăn cứ ráng cứ lướt qua lúc nào không hay, ngày qua ngày thì nó dẫn đến cái sự hoạt động không bình thường của bao tử và nó dẫn tới những cái việc mà bao tử phải làm việc trái giờ hoặc là phải tiết ra những cái dung dịch khác để bảo đảm cái việc mà tiêu hóa những thức ăn nó không có đúng giờ này giờ nọ, nó không có đúng quy trình, cho nên là nó sẽ khi mà tới đau rồi đó mình mới biết là mình ra bao tử đó. Cho nên là Hưng thật sự là cũng muốn tìm một cái sản phẩm nào đó nó không có giảm đau quá nhanh, vì cái gì mà nhanh cũng rất nguy hiểm hết. Cho nên là được giới thiệu về Jacumi, một sản phẩm được chiết xuất và được chế tạo từ các dược thảo thiên nhiên 100% đó. Và đặc biệt là gì, được dựa trên ứng dụng công nghệ nano lượng tử. Có rất là nhiều người ở ngoài kia không hiểu từ nano là gì cả. Nano là cái đơn vị, cái tên gọi đơn vị nó nhỏ 1/1000000 nha, nhỏ hơn 1 triệu lần của milimet. Cho nên là mình dễ hiểu hơn cái từ đó. Thì khi nó nhỏ như vậy nó dễ thẩm thấu đi, di chuyển rất nhanh. Còn những cái vật mà nó lớn hơn hoặc là những cái thành phần nó lớn hơn thì nó phải bị cản lại, nó sẽ đi ra đường bằng nhiều đường thải khác nhau, như các tiến sĩ, giáo sư đã phân tích lúc nãy. Thì Hưng thấy rằng là đây là một sản phẩm khá an toàn và dễ chịu. Cái mùi thơm rất là dễ chịu luôn á, mùi trái cây, mùi dưa leo. Hưng thấy rằng là nó rất là thiên nhiên. Cái sự lựa chọn quá thông minh của những người sản xuất để cho ra một cái sản phẩm rất gần gũi với người Việt Nam. Ngay cả cái diện mạo nhìn thấy là Nhật liền. Mà mọi người biết không, tâm lý người Việt Nam hay nói tới cái Nhật là người ta thấy an toàn. Bằng ủi của Nhật, máy lạnh của Nhật, hoặc máy của Nhật, tủ lạnh hay tivi của Nhật, tất cả những gì mà liên quan tới Nhật để họ đều có một cái sự mà lựa chọn vô cùng yên tâm. Bản thân Hưng cũng vậy thôi. Và nói một cái này của Nhật nha, cái này của Thái là chắc chắn sẽ nhọn ngay cái đồ của Nhật liền. Đó. Những cái vật dụng gia dụng trong nhà cũng vậy nữa, huống chi tới thuốc men hoặc là những cái thực phẩm chức năng hoặc là những cái dược phẩm mà họ tạo ra, chế tạo để cho phục vụ cho sức khỏe con người thì nó còn nghiêm trọng hơn nữa. Tại vì Hưng đã tới Nhật rất nhiều lần và Hưng biết rằng là cái sự mà an toàn và ưu tiên cho con người đó, nhất là cho người dân của họ nha, nó phải nằm hàng đầu. Người Nhật họ yêu dân họ tới mức này nè, họ bảo vệ sức khỏe tới mức này, những cái gì mà tốt nhất là để dành trong nước xài. Họ yêu dân, họ bảo vệ dân tới mức đó. Chính vì vậy mình hoàn toàn yên tâm khi mà sản phẩm đến từ Nhật và mang dấu hiệu, dấu ấn của Nhật nè, Jacumi, rồi hình ảnh, màu sắc nó rất là Nhật Bản luôn đó. Và Hưng tin rằng là với sự lựa chọn của Hưng lần này, ít nhất là cho Hưng trước đã, thì mọi người hãy nên quan sát cũng như là trải nghiệm để chọn cho mình một cái sản phẩm vô cùng an toàn, vì nó đến từ thảo dược mà. Trước đây Hưng đã từng sử dụng nhiều lắm, thuốc nước có nè, thuốc nhai có nè, thậm chí thuốc uống viên cũng có nữa, các kiểu luôn đấy. Nhưng mà những cái thuốc đó thật sự là nó giải quyết rất là nhanh lắm luôn. Nhưng mà sau đó để nói mà chữa trị dứt điểm thì gần như là hơi nghi ngờ, phải đặt dấu hỏi, tại vì Hưng vẫn cứ đau hoài đó. Cho nên là với cái sản phẩm hỗ trợ và nó có thể dẫn đến điều trị an toàn như thế này thì Hưng nghĩ là đây là cái lựa chọn lâu dài cho Hưng và thậm chí cả gia đình của Hưng nữa. Hưng mong rằng là sản phẩm này sẽ đến được với rất nhiều những người tiêu dùng, những người có nhu cầu cho sức khỏe, và cũng chúc cho công ty Pharmaco và sẽ đạt được những cái thành quả nhất định và hơn cả mong muốn. Quan trọng nhất là quý vị đã làm được cái thiên chức là mang lại những cái điều mới mẻ và một cái sự coi như thuốc tiên đi cho người đang cần phải lựa chọn để họ tự chữa trị cái cơn đau đó. Cho nên là cảm ơn cả Pharmaco và những người đã
điều chế ra cái Jacumi này, nó sẽ là bạn đồng hành của Hưng và rất nhiều các nghệ sĩ khác nữa. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.